Chào mừng các bạn đến với kênh bếp nhà. Bên cạnh món hủ tiếu Mỹ Tho thơm ngon với cùng nước trong được kết hợp cùng với loại topping từ nội tạng như gan, lòng heo và thịt bằm đặc trưng, thì còn có một phiên bản sa tế với vị cay thơm rất đậm đà và cách ăn cũng độc đáo không kém. Mời cả nhà cùng vào bếp ngày hôm nay để khám phá món ăn góp phần tạo nên tên tuổi cho nền ẩm thực của xứ Mỹ nữ miền Nam này nha. Với món hủ tiếu sa tế Mỹ Tho ngày hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng nguyên liệu chính là phần nạm, gân bò, nên món ăn sẽ rất thơm ngon và đặc biệt đó các bạn. Trước tiên, chúng ta sẽ hầm mềm phần thịt bò với nước dừa tươi. Các bạn cũng cho vào phần nước hầm 2 củ hành tây, 3 củ hành tím, 1 trái ớt sừng và 1 ít sả cây, cùng với 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt kèm với 5 muỗng cà phê rượu trắng để thịt bò khi chín sẽ đậm đà và thơm hơn. Lưu ý là các bạn chỉ hầm cho thịt bò vừa mềm thôi vì còn một bước nấu với sốt sa tế nữa nha. Để ăn kèm cùng món hủ tiếu sa tế Mỹ Tho chắc sẽ đặc biệt hơn chút. Các bạn sơ chế sạch sẽ và cắt miếng phần khế và chuối chát đã chuẩn bị. Băm nhuyễn cỡ 5 cây sả và 1 trái ớt hiểm để xào sốt sa tế nha. Để phần sốt được thơm ngon hơn, các bạn rang 50g tôm khô cho thật khô lại và dậy mùi thơm, rồi đem giã với 100g đậu phộng rang vàng cho thật nhuyễn. Càng nhuyễn thì xào sốt sẽ càng ngon nha. Sốt sa tế cũng rất dễ thực hiện. Trước tiên các bạn phi thơm 4 muỗng cà phê tỏi băm cùng với chút dầu ăn cho thật vàng thơm. Rồi tiếp tục cho phần sả ớt vào xào cho thật thơm lên. Và tiếp tục cho vào 1 muỗng cà phê bột cà ri cùng với 5 muỗng sa tế dầu, 3 muỗng bơ đậu phộng và 1 viên bơ lạc cỡ 50g. Xào cho hỗn hợp thật đều vào nhau và nêm lại với 2 muỗng cà phê hạt nêm, 4 muỗng cà phê đường, 3 muỗng cà phê tương ớt và 3 muỗng cà phê tương đen. Điềm tiếp hỗn hợp sa tế trong khoảng 2 phút là đã có thể tắt bếp được rồi. Bò lúc này cũng đã mềm, các bạn vớt ra và cắt thành miếng vừa ăn. Trước khi tiến hành ướp, các bạn cần xào phần bò này với chút dầu cho thật thơm và tiếp tục cho phần đậu phộng cùng tôm khô đã giã nhuyễn kèm với 5 muỗng sốt sa tế. Tiếp tục xào trên lửa vừa cho sốt thật thấm vào phần thịt bò. Lúc này các bạn sẽ châm ngập phần nước hầm bò vào xăm sắp mặt thịt kèm với 4 thân sả. Chúng ta sẽ nấu trong khoảng 20 phút nữa cho thịt bò được thấm gia vị và mềm hẳn. Khi thịt bò mềm ngon, các bạn nêm tiếp tục vào 2 muỗng bơ đậu phộng và 2 muỗng tương ớt.
Nếu muốn ăn cay hơn, các bạn có thể nêm thêm phần sa tế dầu và phần sa tế xào lúc nãy để hương vị được đậm hơn theo ý thích của gia đình mình nha. Phần nước lúc này cũng đã sánh mịn và thấm đều vào bò. Các bạn chan lên sợi hủ tiếu đã trụng kèm với các loại rau đã chuẩn bị. Nêm với chút ngò gai cắt nhuyễn là đã có thể dọn lên dùng ngay được rồi. Món này sẽ được chấm kèm với nước tương kết hợp với sa tế xào mà chúng ta đã thực hiện. Thịt gân bò mềm thấm đều hương vị béo béo của nước sa tế thơm ngon. Món ăn này rất thích hợp với bạn nào thích vị béo và cay đặc trưng của đậu phộng và sa tế. Chúc các bạn thành công nha! Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của bếp nhà nha!